Gần một tuần nay, người già trẻ nhỏ ở làng Chen Tông ai cũng vui mừng khi bể nước sạch được xây dựng gần nhà. Nguồn nước mát từ đầu nguồn đã xua tan đi cái nóng gay gắt của ngày hè. Đồng bào giờ không còn nỗi lo đi hàng cây số mới có nguồn nước dùng. Bây giờ là có nước so với hồi xưa thì rất là sướng hơn nhiều. Bây giờ đã hoàn thành cái bể nước, bản thân tôi cũng với cán bộ thôn và với các nội trưởng trong làng thì để bảo quản cái bể nước để mà sử dụng tốt, và sau này nói chung mỗi tuần là sẽ có vệ sinh sạch sẽ một lần. Công trình nước sạch được hoàn thành giữa ngày hè nắng nóng là món quà đầy nghĩa tình mà miền xuôi dành cho miền ngược. Những người vận động kinh phí xây dựng thực sự xúc động bởi số tiền tuy không lớn, song đã phát huy được hiệu quả. Thì tôi lên đây thì bà con cũng rất là vui. Thì bữa hôm qua thì có gặp người nói là có cái gì thiếu cái gì thì có thể được, nhưng thiếu nước là không thể sống được. Thì khi nước về bà con rất vui và rất phấn khởi. Từ đó thì cái nhóm thì rất là vui và phấn khởi và tạo cái niềm tin và động lực cho nhóm để tiếp tục hỗ trợ về sau. Chỉ hơn 120 triệu đồng đầu tư, cộng với gần 1.000 ngày công của người dân đóng góp xây dựng, giờ đây hai bể nước sạch với hơn 40 mét khối nước đã đủ phục vụ lâu dài cho gần 500 hộ đồng bào làng Chen Tông, tỉnh Quảng Nam.